rồng châu ngoại quê, ngựa tê đồng nai, nước sông trong sao chảy lộn sông ngoài. Thương người mà xa xứ, ở lạc loài đến đây. Đến đây thì ở lại đây, chừng nào bén rễ xanh cây hải về. Kia mảnh trăng thu trên sông lơ lửng giữa dòng, tháng ngày chờ mong con nước lớn rộng. Ôi lớn rộng mỗi lòng chờ mong, chờ xin má thương con. Chuyện tài trời này là do anh Khánh ảnh. Tao cũng không muốn nghe nhắc tới cái tên của nó nữa. Còn mày, nếu mày còn coi tao là má của mày thì nhớ là kể từ hôm nay đừng nhắc gì tới nó. Thứ đồ tồi bại xấu xa, em ruột của vợ mà nó cũng không tha. Dám làm điều dâm mưu sằng bậy, hậu quả này ai đã gây ra? Những ngày xưa mày đừng cãi cha cãi mẹ, trao thân cho cái đồ khốn kiếp thì ngày nay đâu có chuyện đau lòng. Ba ơi, con cũng đau khổ chết chồng bởi sự tàn nhẫn của lòng người. Con đâu dè nó chuyện đã như vậy rồi, má cũng không biết tính làm sao nữa. Từ khi biết là đã có thai, con Nguyệt nó... Má, má ơi, con cũng khổ lắm má ơi. Bây giờ đây con hận nó tận xương tận tủy. Càng thương em Nguyệt bao nhiêu, con càng thấy xấu hổ với em bấy nhiêu. Má ơi, con đâu ngờ em Nguyệt lại mang số phận lần đần heo tàn bụi ban mai. Tuổi xuân thơ mộng sớm gãi cành thiên hương, má vì tuổi con mà buồn khổ lúc tuổi già. Tại vì con mà gia đạo chẳng lành, đêm đêm má thầm cầu nguyện mong cho con mình được sống an vui. Nhưng giờ đây má hoàn toàn tuyệt vọng, biết liệu thế nào cho mọi chuyện em xuôi. Má ơi, hay là con sẽ... Dạ, thưa bà cho gọi con. Nghĩa đó hả? Bà có chút chuyện muốn hỏi con. Mai à? Dạ. Con về bển đi, con Nguyệt nó chưa muốn gặp con bây giờ đâu. Hãy có gì thì má liệu cho nó. Con đi đi. Dạ. Dạ thưa má, con về. Nghĩa à? Dạ. Bà muốn con thu xếp giao hết công chuyện ở trong ruộng về ngoài chợ lo tiệm trà cho bà. Dạ.
công chuyện ở trong ruộng thì dễ lắm, để con dặn anh hai là xong. Nhưng còn chuyện ngoài tiệm trà, con sợ không có quen, thưa bà. Con làm được mà. Nói thiệt, mấy lúc gần đây chuyện nhà rối rắm lắm, bà không có tâm trí để coi sóc công chuyện ở ngoài đó. Dạ, vậy còn cô ba? Con Nguyệt lại càng không được nữa. Thiệt bà không biết tính thì sao, cho nên mới kêu con ra đó mà coi sóc giùm bà. Vì bà coi con như là con cháu trong nhà vậy đó. Dạ, con cảm ơn bà. Từ khi con vô làm đến nay đã gần 2 tháng, nhờ bà thương con mới được ngày nay. Công việc cực khổ đến đâu con cũng không ngại, chỉ sợ con làm không tròn thì phiền lụy cho bà. À, con vô làm cũng gần 2 tháng rồi, vậy mà chuyện nhà rối rắm quá, bà chưa kịp hỏi han gì về con hết. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, bà coi con đâu phải con nhà bằng khổ, sao lại tìm kiếm việc làm, cảm tâm với sự sai khiến của người ta. Chắc có chuyện cứ chi con hãy tỏ bày. Dạ, con biết ơn bà là người nhân hậu. Con cũng xin tỏ thật đời mình, gia đình con cũng khá giả như người. Con học đến tú tài thì gia cảnh lâm nguy, phải bỏ trường về chịu tan cho mẹ, còn cha thì mất đã lâu rồi. Tại sao con ra thân trôi nổi phong trần, đến nơi này để kiếm miếng ăn? Nếu nói rõ ràng cho bà hiểu, con căng sức lương tâm gì biêu xấu cho người. Còn nếu không nói thì mình không thật tâm, đối với bà như một ân nhân. Nếu con xem bà là một ân nhân đùm bọc thì cứ nói ra cho rõ đuôi đầu, còn giấu che là không có thật tình. Bà phân tách rõ ràng con hết ngại ngùng chưa? Nếu bà nói vậy con xin tỏ thật, con là dòng sao nên không được phần sáng nghiệp. Anh hai con giành quyền thừa hướng, nên lấy hết gia tài để lại của ba con. Còn chút của riêng mà con để dành, lo hậu sự xong rồi thì đã trắng tay, nên phải tự lo cuộc sống của mình. Lỡ việc học hành trôi nổi đến đây, thiệt là khổ cho thân con quá. Nhưng mà nay con cứ ở đây coi nhà này như là nhà của mình vậy, đừng có ngại gì hết nghe không con? Dạ cảm ơn bà. Nè, bà hỏi thật, con có nghĩ sau này trở về đòi lại quyền thừa hưởng của con không vậy? Thưa bà, nếu nói là không cần phần thừa hưởng của mình thì bà sẽ không tin, cho là con không nói thật. Vì sống ở trên đời mà không có tiền thì sẽ thua thiệt người ta. Nhưng con muốn được hưởng đồng tiền mà phải chính do đôi bàn tay con tự tạo, thì đồng tiền đó đối với con mới có ý nghĩa. Chứ con không muốn giành giật với anh con để gây cảnh nồi da xáo thịt, sợ làm tuổi vong linh của ba con không siêu thoát được an nhàn. Dù phải cực khổ gian nan con cũng không màng. Nếu anh con hưởng trọn thì anh cũng thay con lo phụng thờ hướng khói, nên con thấy yên lòng làm kẻ tha phương. Còn phần má con thì con thờ cũng trong tâm, vì con nghĩ má con sẽ theo con mà ấm thầm phù hộ. Hằng đêm con thắp mấy nén hương cho má con sưởi ấm, chắc hồn bà sẽ vui mà không hơn trách con mình. Bản thân bà chưa nghĩ được như vậy. Và trên đời này hiếm có người chấp nhận cảnh sống của con hiện nay.
bà. Có lẽ những lời ru con ngủ của má con là mớ hành trang cho con bước vào đời. Bà thường hát câu: con ơi chớ trọng chữ tài, đời con sẽ khổ bởi liền chữ tài. Làm người phải trọng chữ nhân, ngày sau con được an nhàn tâm thân. Con không thể phụ công ơn của mẹ nên càng phải giữ mình để trả hiếu cho má con. Lời của người dạy hàng ngày còn vẳng vẳng bên tai. Nếu chịu thiệt thòi mà giúp được người thì đó là việc nghĩa. Má con đặt tên con là Hiếu Nghĩa. Y muốn cho con khắc ghi hai chữ ấy để làm người. Con đã hứa với má con trước giờ nhắm mắt là quyết không đi sai tâm nguyện của bà. Là Hiếu Nghĩa, cái tên của cha mẹ đặt cho con nó rất ảnh hưởng cuộc đời con. Vì vậy nên ai họ cũng lựa chọn tên tốt mà đặt cho con. Nhưng có người được vui vì con của họ sống đúng nghĩa với cái tên, nhưng cũng có kẻ âu sầu vì cái tên và cuộc đời của con mình đã sai lệch. Mà cái sai lệch đó không do mình tự tạo, biết trách tại đây hay tự trách Chúa mình. Chắc tại kiếp trước đường tu mình quá dụng nên kiếp này ảnh hưởng đến con, hay là do con này phải tiền miếng đó đây. Bà có chuyện buồn à? Việc nhà rối rắm, bà đang tìm cách đi gỡ rối đây. Nếu bà không coi con là hạng tôi tớ và không ngại, xin bà nói ra xem con có giúp được gì cho bà không. Con muốn giúp bà, con nói thiệt. Dạ, nếu đó là việc nghĩa thì con sẽ làm giúp bà, miễn bà đừng biểu con làm những việc trái với lương tâm mình thôi. Không không, nếu con chịu làm thì đó là chuyện cứu người chứ không phải hại người đâu. Chỉ có điều là sẽ thiệt thòi cho con, vì vậy ta không biết có nên mở lời với con hay không. Chịu thiệt thòi để cứu người là việc nên làm, con không ngại đâu. Bà nói đi, bà cần con làm điều gì vậy ba? Con qua đây ngồi đi. Nghĩa à, con hứa giúp bà phải không con? Dạ, bà đã nhận con vào nhà để cho bà sai việc. Con làm việc cho bà trả công cho con, đó là hợp lý hợp tình. Sao bà lại nói câu nhờ con giúp bà làm gì? Như vậy con ái ngại lắm. Tại vì công việc mà con sắp làm đây, bà sợ, sợ không hợp với con. Bà yên tâm đi, con không từ chối đâu. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, bà muốn con nhận lời làm chồng của cô ba. Bà nói gì con không hiểu. Con hãy bình tĩnh đã, để bà nói hết chuyện nhà cho con nghe, rồi con sẽ hiểu. Bà khổ tâm lắm. Trước cái ngày mà con xin vô làm thì nhà này xảy ra một chuyện kinh tâm. Dưỡng hai con đứa là thú đôi lớp người, nó dập dùi thân xác cô
thật gớm ghê. Sao lại xảy ra giữa cuộc đời này? Chuyện tưởng như của loài cầm thú, không có lẽ nào dưỡng hay lại làm chuyện trái lương tâm. Tội nghiệp cô ba con ơi, thần gái ngày thơ đành nuốt hận nghẹn lời. Nó quá khổ đau khi giông bão tới bời. Tướng cắm nín vùi chung chứ chỉ mình đừng tuổi. Dòng họ nhà này đã bao đời chưa bị ố quen. Không ngờ việc nhà của bà lại đến nỗi như vậy. Vì thế nên bà mới nhờ con giúp. Hy vọng con là người cứu tinh của gia đình bà. Bà muốn con đứng ra làm chồng hờ của cô ba. Phải, con làm ơn che giùm miệng đời trong thời gian cô ba mang thai. Khi nó sanh nở xong xuôi rồi, nếu lúc nào thấy cần thiết thì con và cô ba xé giấy kết hôn. Người ta tránh mà không chịu qua, cứ la ép vô hoài à. Ép vô, ép vô. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Thì chết luôn đi, cái đồ mắc dệt. Em ác dữ lắm á. Sao cản đầu xe của anh vậy? Vậy sao tôi nép vô mà anh không qua? Cứ chạy sau lưng tôi mà anh la làng hoài vậy? Trời, nói cho anh biết nha. Nó là tại anh nè. Anh thích thì tôi chịu à. Anh còn nói gì nữa? Chịu cái khác sao em không chịu? Mà em chịu cái tai nạn này. Ui da trời. Vậy chặt cái tay. Chịu cái khác là cái gì chứ? Chịu cái gì thì em dư biết rồi. Trời ơi thì ghê. Còn ở đó hỏi nên đố anh nữa bé Sáu. Thôi đi. Bé Sáu. Vậy. Nghe nè. Nói vậy. Tới đại đi. Tới trời trật rồi. Nè, em nhín cho anh chút thời gian được sao? Để cho anh tuôn dòng tâm sự.
Trời mẹ ơi, nắng lên khỏi ngọn tre mà sao da gà tôi nổi có cục nè trời. Cái gì vậy? Nè, nhớ năm xưa khi vừa đặt chân đến nơi đây, thoáng thấy em là tâm hồn anh điên đảo, máu tim anh như cạn nguồn ngưng chảy, trời đất quay cuồng anh nín thở mấy giây. Sao không nín thở chết luôn đi, sống chi đến giờ này vậy? Em biết sao không? Vì anh không thể thiếu em nên chết luôn sao đành. Khi trót chương nợ tình thì kiếp này phải trả cho xong. Nếu em nhẫn tâm chối từ thì hận tình này kiếp sau phải đền anh. Phải đền anh đó. Sân bước bên nhau đi trên bờ để ngắm nhìn bông lúa vàng nở rộ. Anh muốn hai đứa mình là một, em thở thì anh lo mà em ho thì anh ngợp. Mình cùng nắm tay nhau đi cho trọn cuộc đời này. Anh đừng diễn giống mơ ước chuyện sớm dậy. Những lời đầu môi chót lời nghe thì ngọt ngào, nhưng mà nó bén nhọn như kéo như dao. Nè, anh xin thề cho em trọn lòng tin. Thôi thôi thề thốt mà chi, người ưa thề là ưa xảo sự. Tiếng tâm của anh lấy lưng ngoài chờ tưởng tôi không biết hay sao mà anh giá chồng hiền từ. Trời ơi, anh làm cái gì mà tiếng tâm lừng lẫy, anh hiền như là cục bộ, ai nắm ai nhồi anh cũng đâu có lăng. Không tin em nắm thử coi. Ở đó mà nói lối ông địa đi. Tôi đi chợ mỗi ngày á, tôi nghe đầy cái lỗ tai nè. Cái gì? Họ nói cái gì mà đầy lỗ tai em? Nè nè nè, em phải nói rõ, để không thôi là anh mang bệnh tức đó. Được rồi, tôi nói anh nghe nè. Họ nói con gái xứ này không chồng mà lỡ có thai 10 cô thì hết chính là do anh đó. Trời đất ơi, còn một cô sao em không để vô luôn đi cho đủ một chục. Mấy con mẹ bán hàng mồm mép chỉ mà em cũng tin nữa. Họ nói con gái bu quanh tìm cha mười ngày như một như rồi bu mật như kiếm bu đường. Họ thấy anh đắt khách vì ăn nói có duyên nè. Họ bán không lại mình cho nên họ canh họ ghét. Bị họ gạt mà em không hay biết, lại để trong lòng mà gieo tiếng ác cho anh. Vậy sao? Ừ. Anh hiền quá hen, hiền thấy sợ luôn vậy đó. Chứ còn gì nữa? Sao em ngây thơ quá vậy? Sao em dễ tin quá vậy? Không có thì thôi, tôi về. Chửi đã rồi về hả? Em vừa phải thôi nghe. Tôi về còn nấu cơm nấu nước nữa chứ. Ở đâu mà ở không mà đẩy xe lặn tới lặn lui với anh vậy? Không mà nghe. Cái này là anh đi làm sứ mạng chứ không phải đi chơi đâu à. Sứ mạng? Ừ. Sứ mạng gì? Chứ tôi thấy từ hồi có Dượng Ba ra coi tiệm trà thì anh quẩn lắm đó. Em nói cũng phải. Dượng Ba thì giỏi lắm, đâu phải một mình anh quẩn đâu, mà cả bà cũng quẩn nữa. Anh dám nói bà vậy đó hả? Tôi mét bà cho anh coi. Trời ơi, anh nói đây là nói với em thôi.
em làm gì mà đem bà ra hù anh vậy? À, nè nè nè, sao gặp em ở đây? Anh hỏi em chuyện này nha. Trời đất ơi, sao nhây quá. Hỏi hoài à, nãy giờ chưa đủ mỏi miệng hỏi hoài vậy? Hỏi gì? Đây nè, thì cái chuyện cô ba dưỡng ba đó. Cô ba dưỡng ba làm sao? Ừ, thì họ, em thấy họ có hạnh phúc không? Thì vợ chồng hạnh phúc chứ làm sao. Mà anh hỏi làm chi vậy? Hỏi đặng mừng chứ làm chi. Chứ không phải nhiều chuyện hả? Em làm như anh là bà tám không bằng vậy. Nè nhìn kỹ anh đi, đường đường là một nam nhi chi chí. Không dám đâu, du thật du hí thì có. Em gặp anh là em xài xể không à. Anh quan tâm đến dưỡng ba thôi. Không ngờ con người ta có số ha. Người làm công mà được làm rể của bà chủ, thiệt là phần phước lớn hết sức. Chứ ai như anh vậy đấy. Vậy là cái anh ganh tị hả? Cái gì mà ganh tị, anh chỉ buồn cho thân anh thôi. Ôi, lãng nhách à. Nói hơi cái thấy nghe đâm hơi quá. Ví dầu tình bẩu thôi, bẩu gieo tiếng quán để rồi bẩu ra, bẩu ra bẩu lấy quan ba. Chê anh ở đỡ có ngày bẩu gặp ma. Gặp ma nè. Bé sao bé sao ơi, đành lòng sao em bé sao. Ui da, trời ui da, trời ơi, tiêu mẹ nó có bãi sườn của ui da. Sao à, từ nay trở đi để tôi lo được rồi. Đâu được dưỡng ba. Để em văn mùng hoài tôi ngại quá. Em nghe tôi, để đó đi. Bà rầy em là dưỡng chịu trách nhiệm cho em mà. Được rồi, tôi chịu cho mà. Dưỡng ba ơi, em hỏi dưỡng chuyện này nha. Chuyện gì? Hồi sáng á, Dưỡng có sai anh bé Tám đi đâu không? Không có. Em biết lắm mà. Ủa chuyện gì vậy sao? Tại em đi chợ gặp ảnh giữa đường nên hỏi vậy thôi. Hồi sáng bé Tám nói với tôi là về trong nhà có chút chuyện. Đi sao không biết mà ông lát thấy về mặt mày nhăn nhó, còn than tức ngực nữa. Đáng đời. Sao em cười? Em nói đáng đời là gì? Cho bỏ cái tật hễ gặp mặt là nói nhây, thấy ghét à. Từ hôm ở trong ruộng về, ở nhà này đến nay cũng gần nửa tháng. Ban ngày ở tiệm trà với bé Tám, nhận thấy tánh tình cậu ấy rất dễ thương, chứ đâu có phiền phức ai bao giờ. Thì Dưỡng là chủ nên anh nể nang, anh mới xếp càng lại thôi. Tôi cũng làm công như hai cô cậu, tôi muốn cùng bình đẳng như nhau. Xin đừng xem tôi là chủ tôi ngại ngùng với thân phận hiện giờ của tôi. Dương là người ơn của gia đình này, em nói thiệt tình là em không có nịnh đâu. Tôi nhận việc làm này để trả ơn cho bà. Một ngày nào đó xong xuôi rồi thì tôi cũng trở về kiếp làm công, chứ có phải mặc áo quan suốt đời đâu em. Tới đâu thì hay tới đó. Hiện giờ ai cũng thấy, ai cũng biết Dưỡng là rể của bà, là chồng của cô ba. Hãy đóng tuồng thì phải đóng cho tròn như vậy mới bảo toàn danh dự cho cô ba em. Sáng thì Dưỡng ra tiệm trà, trưa thì Dưỡng về ăn cơm. Cũng như hai hôm nay đó, bà đi vắng, Dưỡng không về, bỏ cô ba ăn cơm có một mình à. Bà không có ở nhà, tôi sợ cô ba ngại nên không dám về.
mới ở ngoài tiệm ăn cơm với bé Tám. Rồi tối tôi về đây. Tối cô ba ngủ trong vườn, vừa ngủ ngoài bộ dáng thì phải rồi. Nhưng mà ban ngày hai bữa cơm có gì đâu mà Dưỡng sợ cô ba ngại. Dưỡng cứ về ăn cơm bình thường đi, để ở nhà lạnh ngắt lạnh tanh à. Thôi được rồi, em nói cũng phải. Mai tôi về nhà ăn cơm để tránh thiên hạ dòm ngó. Vậy thấy được không? Thôi, để em vô vũ mồm cho cô ba. Sao vì mình, cô có cho là mình lợi dụng thời cơ để bước vào nhà làm chồng của cô và làm rể bà Phủ hay không? Ôi, cuộc đời sao mà nhiều trái ngang cay đắng, đã đẩy con người ta vào trong cảnh tình bất đắc dĩ. Thôi thì phải đành nhắm mắt đưa chân để đóng tròn vai. Quá thân thành anh chồng già, dù ai chẳng cảm thông cũng không nên buồn trách. Của tôi cô ba chớ nghĩ không phải tôi trách hờn tuổi phận, được giúp đỡ bà với cô là việc nên làm. Còn tôi thở than là buồn cho số phận riêng. Thật lòng anh hay là nói để cho tôi không rai rứt? Anh thương hại tôi thật tình hay anh đang cười thầm chê con gái hư thân? Cô ba, xin cô đừng nghĩ vậy. Tôi không thể trách anh đem giả khinh thường, bởi làm thân con gái mà không biết giữ gìn để tấm thân lem lâm. Vì mặc cảm nên tôi không dám đối diện với anh, hằng ngày chỉ gặp mặt nhau trong hai bữa cơm. Tôi cô nuốt nhanh cho mau qua buổi để tránh mặt anh mà lủi thủi vô phòng.
già cô lẻ, tôi đã bỏ nhà trốn biệt nơi xa để chôn giấu cái cuộc đời bất hạnh của tôi, không muốn liên lụy buộc ràng người la. Lòng tôi càng sai sức. Tôi tưởng đâu mình bước vào cuộc diễn này là để hóa giải lấy sự bình yên cho bà phụ đỡ ưu phiền. Còn cô khỏi tiếng tai. Chờ, tôi đâu ngờ vì sự có mặt của tôi trong gia đình lại làm cho cô âu sầu phiền não. Không phải tại anh mà tôi phiền não. Anh đừng để lòng thiếu năng ưu tư. Tôi chỉ sợ mình làm hư hại thanh danh. Cuộc đời của anh sau này gian dở. Tôi là đàn ông cô lo chi chuyện đó. Dù trễ muộn ngày sau cũng không đến nỗi thiệt thòi. Chỉ lo cho cô đường đời còn dài thẳm thẳm, phong vũ bất kỳ, ấm lành một thân. Làm sao chịu đựng phong ba, xuân tàn hạ đến thu qua đông về. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã có lòng nghĩ đến thân phận của tôi. Anh yên tâm đi, tôi biết lo cho mình mà. Tôi không ngại cho cuộc đời tôi sau này đâu. Nếu cô không ngại cho cô thì cũng đừng ngại cho tôi. Và cũng đừng dùng tiếng cảm ơn với tôi nữa. Trước sau gì tôi cũng là kẻ làm công của nhà cô mà. Chuyện của tôi làm đây coi như là việc của bà cắt đặt. Tôi làm việc thì bà trả công. Từ nay cô nên trở lại trạng thái bình thường. Đừng nên nhốt mình tránh né nữa. Thôi, khuya rồi, cô đi nghỉ đi. Thức khuya không tốt cho cái thai, mà nhất là không nên suy nghĩ nhiều. Cảm ơn anh. Sao rồi? Anh muốn hỏi gì? Còn hỏi gì nữa hả? Hôm nay tôi kêu cô về bên nhà của cô, chuyện đó cô làm chưa? Anh muốn tôi làm gì? Ê cha, cô hỏi đố tôi nữa hả? Ánh Nguyệt sanh đã mấy tháng rồi. Anh nghĩ sao mà biểu tôi làm như vậy? Miệng mồm nào mà tôi nói cho được chứ. Cô nói không được hay là tại cô ghen? Ghen? Anh nói tôi ghen. Đàn bà sao lại không ghen? Nhưng nếu với người khác thì tôi sẽ nhận là mình ghen. Nhưng với em tôi thì không vậy. Mà chỉ vì tôi là người có tội. Cái tội đã lấy nhầm phải anh. Nè, cô đừng tự mình nghĩ chuyện nhỏ nhen. Chỉ em lấy chung chồng là chuyện thường thôi. Chỉ quà duy quý thì cô hãy nghe tôi. Chị em lấy chung chồng cũng được, nhưng mà để tự nguyện nó thuận ưng. Đằng này anh bức hiếp em tôi, như vậy thì có giá trị gì đâu. Nó đã căm hận, không bao giờ muốn thấy mặt anh. Con người mà có vuốt có nanh, nếu vậy thì cô đừng trách tôi sao vô tình bạc nghĩa với cô. Anh muốn làm gì đó thì làm. Khỏi, cô khỏi cần thách tôi. Từ nay cô hãy chống mắt lên mà xem tôi hành động. Tôi không cần đến cô nữa. Cô là
là con đàn bà vô dụng. Cái tôi cần là đứa con, là ánh nguyệt, cô hiểu chưa? Anh đừng hòng. Nếu như anh cho chuyện tôi không có con là cái tội không thể nào tha thứ được, thì tôi cũng không trói buộc hay phiền giận gì anh. Anh cứ tự nhiên mà bỏ rơi tôi để tìm một người vợ khác, tôi đau khổ nhưng còn chấp nhận được. Chứ không bao giờ tôi đưa em mình vào tay một kẻ điếu giả hèn hạ như anh. Cái gì? Cô, mày dám nói tao hèn hạ hả? Hèn hạ nè, khốn nạn nè. Cái thứ đàn bà, đàn bà không ra gì mà. Đúng, tôi đúng là đồ không ra gì. Nếu ngày xưa tôi biết nghe theo lời của má tôi thì ngày nay tôi đâu phải đau đớn thảm thế. Gia đình chúng tôi đâu có gặp cảnh ê chề. Từ cổng rắn về gieo nọc độc hại nhà tôi. Má ơi, Nguyệt ơi, có phải chị hai cùng đường rồi phải không em? Ở đây không yên, về nhà mình cũng không được. Họ còn bắt chị về khuyên em đoạn tuyệt với người ân nghĩa, để họ được vuông tròn cái ý đồ bất chính. Nguyệt ơi, chị không thể nào vô tâm mà tiếp tay với chồng chị, để nó chà đạp lên cái khổ đau của em mà thỏa mãn vui cười. Khách ơi, tại sao anh giả tâm lòng thu mặt người? Muốn đi tìm thú vui vật lạ, tại sao không tìm nơi nào mà lại hại em gái của tôi? Bây giờ nó tạm yên bề trong kia sông dở dang, sao anh chẳng thương xót, còn muốn bới đào tàn tích cũ? Anh là người hay là con thú dở mà cứ gieo rắc đau thương cho nhân loại trên đời? Tôi phải làm sao đây trong cái bất lực của tôi, hay phải cúi đầu chấp nhận cái niềm đau dai dần? Cái bất hạnh của đời tôi vướng phải, sao lại gắn liền với em gái của tôi? Chết, chết có giải thoát được không? Hay chết là trốn chạy? Trốn chạy cái sự thật mà mình đang mang. Chết thì giải quyết được gì? Hay chỉ để thêm đau lòng cho những người thân yêu? Ha 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 ha!
Anh đến đây để làm gì? Anh đến để nhìn mặt con chứ làm gì. Em cũng giỏi thiệt nghe, biết kiếm thằng khờ đem về làm tấm bình phong để che mắt thiên hạ. Anh nín đi, hèn hạ. Tại sao lại hèn hạ? Tại em không chịu chứ đâu phải tại anh. Anh đâu có muốn bỏ rơi em và con. Em nghĩ lại đi, anh đâu có lỗi. Em ơi, con của anh đâu? Đem con chúng mình ra đây đi em. Anh về đi, đứa con này không dính dáng gì tới anh. Tôi quyết không cho anh gặp hàng người đốn bạc như anh, lại đủ tư cách làm cha sao. Em mà nó là giọt máu của anh, hôm nay anh đến đây đòi lại. Biết em không thể rời con nên anh sẽ rước em luôn. Anh khốn nạn lắm mà, anh đã hại đời tôi. Giờ còn đến quấy rầy không chịu để tôi yên. Ngày cưới của em nhìn hai người mà anh đau trong dạ. Nhưng ráng chờ cho đến hôm nay xem em quyết định ra sao. Anh nói quyết định gì? Chừng nào cái thằng chồng hờ đó cuốn gói ra khỏi nhà này vậy em? Anh không có quyền xúc phạm đến người ta. Cái gì? Em binh nó hả? Mấy tháng nay gần gũi với nhau, chắc là hai người đã có tình với nhau rồi phải không? Em nói đi, em nói đi. Can dự gì tới anh mà anh hỏi? Sao lại không can dự? Đối với anh em là trái chín đầu mùa, mà anh là kẻ đầu tiên được thai. Vậy thì tại sao? Tại sao em lại vô tình chối bỏ trong khi anh đang ngất ngây say đắm men nồng? Anh đã chờ đợi em nói lên câu nghĩa vợ tình chồng. Anh vẫn chưa quên cái hương tình hôm đó. Dù em chưa đáp lại lòng nhưng anh vẫn đam mê. Hãy dẹp mối duyên hờ về sống với anh, vì giữa chúng ta đã có sợi dây ràng buộc. Đó là kết tinh của lần ân ái, cái diễm phúc làm cha mà anh chờ đợi bao ngày. Anh đừng nhiều lời, chỉ uống tiếng uống tâm. Cuộn giống của anh hãy mau dập tắt, dù có phải sống trong cảnh đời heo hắt cũng không chung cha với phường hạ tiện như anh. Cô em vợ lý luận hay lắm, nhưng em quên một câu: sắc đẹp là món quà mà tạo hóa ban cho phụ nữ, mà cũng là thứ đầu tiên tạo hóa tước đi của họ. Em giận anh mà đành phụ bản thân sao? Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi muốn nói với anh một câu: người khôn ngoan là người biết đến giới hạn nào thì tham vọng dừng lại. Hay, hay lắm. Cô em vợ của anh giỏi lắm, ăn miếng trả miếng với anh. Nhưng mà anh thích vậy. Ông trời ơi, tại sao ngày xưa ông để cho tôi chọn lầm người vợ nhu nhược yếu đuối như anh Mai? Tại sao ông không mở mắt cho tôi nhìn thấy một Thanh Nguyệt thông minh đầy bản lĩnh? Ngày xưa anh không mở mắt để chọn vợ, thì chị hai tôi cũng nhắm mắt lại để chọn chồng. Ông trời cũng công bằng với hai người đó chứ. Nếu không á thì ngày nay anh đâu có đem cái bất hạnh đến cho đời tôi. Em có biết định kiến là nguyên nhân của mọi hận thù không? Bỏ đi em, bỏ cái định kiến với anh đi thì hài hòa mọi mặt. Nên nhớ, cái gì cũng phải trả bằng tiền, còn tình yêu phải trả bằng tình yêu. Nhưng mà tôi có yêu anh đâu mà anh đòi tôi trả chứ. Nhưng anh yêu em và muốn em phải trả. Khốn nạn! Em dám! Anh nói một câu mà không thẹn với lương tâm. Hãy subscribe.
anh quá đi. Cơm tặng người đói, lời nói tặng trí âm. Ai ngờ anh trí thức học cao mà tâm linh u mê hạ tiền. Lời nói của tôi vô giá trị đối với một người mất chất như anh. Nãy giờ tôi nhìn em là vì tôi muốn cho em đi chuyện. Sợ lỡ vợ đời em sao không biết ơn mà còn đối nghịch. Dùng lời thẩm tệ mạt sát tôi thì em chớ trách tôi. Hãy chờ xem. Anh định giở trò gì nữa đây? Có giở trò gì đâu, mà chỉ muốn chỉ rõ cho mọi người thấy cái đám cưới của cô con gái út bà phủ quy thế nhất ở đây được phết bằng vàng, mà đều đó là vàng ba đó. Anh dám? Nếu cần thì hai em sẽ là nhân chứng sống trước mặt mọi người. Sao, đủ liều lượng chưa? Chị hai tôi không làm như vậy đâu. Em ngây thơ quá. Chị hai của em là vợ của tôi, chồng chúa vợ tôi. Em không hiểu sao? Anh đi đi, đừng nói nữa, đừng bức hiếp tôi. Đi đi, đi đi. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Em từ từ suy nghĩ lại đi. Anh về nghe em. Cô ba, Nhân, Nhân ơi, con ơi con, nếu hoàn cảnh khắc khe con buộc mẹ phải xa con thì con đừng hờn trách mẹ. Để mẹ yên tâm ra đi tìm cái chết. Phủi sạch nở trái duyên để khỏi đắng đau cho số phận nhục nhằn. Mẹ khổ một đời cũng có hiểu không con? Coi, con đừng có làm liều nghe cô ba. Đừng nghe cô ba. Sao? Em sao ơi, từ bấy lâu nay hai ta chung một mái nhà. Cái nghĩa là chú ta, nhưng lại là tình. Chưa nói ra nhưng em hiểu tâm ý cô trong lời trao gửi. Em khuyên cô đừng về những lời hăm dọa mà bỏ lại bé nhân trơ trọi ở trên là cả một trời bất hạnh. Mẹ còn vốt đỏ như son,
đầu trống chạy. Chỉ thương mẹ và con trên đời thế rồi, nên chết cũng không đành mà sống cũng không yên. Cô chết là trốn chạy cái nghiệp chướng mình đang mang, thì làm sao mà tiêu tan quan nghiệp hả cô? Cô phải sống, sống để đương đầu với nghịch cảnh cho trọn kiếp này. Em biết là cô có đủ khả năng mà, cô làm được mà, phải không cô? Cô bê dừng. Để tôi cặp vô mé này cho cô ba dậy lên nha. Ở đằng kia trơn lắm. Dạ. À, anh hai nè, chiều anh nhớ trở qua thầy Bảy hốt thêm thuốc cho thằng Nhân nha anh hai. Hồi nãy tôi thấy con Bưởi nó xào thuốc cũng gần xong rồi, chắc đứng bóng là có thuốc à. Rồi cô ba lên bờ đi, đưa thuốc đây tôi cầm cho. Dạ. Anh hai nè, anh có ra ngoài chợ thì nói với má tôi là thằng Nhân nó bớt rồi, để má tôi lo lắm đó. Tôi nhớ rồi, hồi hôm qua bà có biểu thằng Tám đánh xe bò, đưa bà qua chùa Phật ở xóm trên xin cái phép bình an, chắc là xin cho thằng nhỏ mạnh lành đó cô à. Rồi bà dặn tôi á, chiều hôm nay nè, ra chợ cô đi, chắc bà nóng lòng lo cho cháu ngoại thiệt tội vô cùng. Tôi biết vậy nên mấy bữa nay nó sốt quá tay, tôi đâu dám cho má tôi biết chuyện, sợ rồi má tôi lo lắng sẽ bệnh thêm. Hồi sáng này dượng ba có biểu tôi á, đưa cô ba về rồi trở ra ngay, phụ ngoài cửa tiệm cho cậu về coi phụ, lo cho thằng Nhân, chứ ở ngoài tiệm á dượng khó mà yên bụng. Vậy hả? Nếu vậy thì anh trở ra chợ đi, nhớ chiều ghé thầy Bảy hốt thêm thuốc nha. Dạ tôi đi à. Dạ. Nguyệt, em, chị hai. Nguyệt, sao em tránh mặt chị hoài vậy? Em ghét chị lắm, em hận chị lắm sao Nguyệt? Em có biết là chị cũng khổ lắm không? Chị hai, em thương chị lắm, nhưng em, Nguyệt ơi, nếu như chị quỳ xuống đây mà được em nói lời tha thứ thì chỉ xin cúi đầu mà tạ tội với em. Nỗi đau này đã dò xé tâm tư, bao ngày em hận oán giọt
là cũng trôi bao nỗi quấn hờn. Nguyệt ơi, chỉ biết mình không xứng đáng, chỉ đã quá u mê và làm sao cho trọn vẹn đôi đàn. Những nỗi buồn như từng vết cắt cho nát lòng cốt nhục tình thâm. Nguyệt ơi, nếu như người ta đã nhận tâm chà đáp đời em cho nát cho tan cho sầu chất ngất, thì chị cũng xót xa cũng đau đớn khi người chồng tắm mặn coi nhẹ tình chung như cát bụi ven đường. Đạo lý nhân luân người ta trời ơi, chỉ biết làm sao cho vơi nhẹ nỗi khổ hận của em mình và sự dài xéo của tâm tư. Nguyệt ơi, bao nỗi niềm chỉ cấm nên giữ trong tim em, càng lặng lẽ chỉ càng thêm say rứt. Ôi còn đâu những ngày em à, chỉ ngã em nâng tình gian. Chị đừng nói nữa, em bây giờ chỉ còn niềm an ủi để cho lòng vơi nhẹ hờn căm. Đó là con em, dù đó là đứa con tượng hình bằng quan nghiệp. Còn chị, em không hờn cũng không giận, nhưng em xin chị hãy hiểu cho em, em không muốn khơi lại niềm đau của chị. Xin lỗi, em không thể nói những lời tốt đẹp khi lòng em đang trào dâng một sự căm hờn với kẻ mà chỉ yêu thương tha thiết gọi là chồng. Nguyệt ơi, vì chỉ là người đàn bà bất hạnh, đời đã riêng dành câu gái độc không con. Chỉ vì lặng tiếng em lời vì sự thật trái ngang, mũi mặt xin em hãy thương dùm thân chị, để chỉ được gánh cho em chút phần bất hạnh là nuôi dưỡng cháu thơ cho đến cuối cuộc đời. Chị hai ơi, dù bé nhân là bằng chứng của sự ích kỷ giả tâm, nhưng nó cũng chính là đứa con mà em đã đè đau mang nặng, má đã che đậy cho em bằng một người chồng giả tạo. Thì chỉ đừng làm cho thiên hạ dèm pha. Nhưng dù sao, nó cũng là giọt máu của anh Khánh. Nguyệt ơi, chị hai xin em mà. Chị hai, nhân là con ai, ai là cha ruột của nó? Em nghĩ sau này khi nó trưởng thành, nó sẽ tự biết cội nguồn của nó. Còn bây giờ, xin chị đừng khơi lên màu tang thương chi nữa. Khi em đã cố dằn nén lòng mình để cho quá khứ phôi pha, chị hãy về lo cho hạnh phúc gia đình của chị. Nếu thương em thì chị đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Cháu nó đau, em không thể ở đây được lâu, em về trước đi chị hai. Nguyệt à, Nguyệt ơi, Nguyệt, trời ơi,
phải làm sao đây? Nguyệt ơi, Nguyệt. Rồng châu ngoài quê ngựa tế Đồng Nai, nước sông trong chài lộn sông ngoài, thương người xa xứ lạc loài đến đây. Đến đây thì ở lại đây, chừng nào bén 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 rễ xanh cây hãy về. Sáu này quý thiệt mà. Con nằm đây chơi nghe. Sáu phá phách quá, để mẹ vô mẹ đánh đòn Sáu mới được. Con nằm đây nghe con. Ủa, dì biết Sáu đi đâu mà bỏ con nằm một mình vậy hả? Con đòi bồng hả? Để ba bồng con một chút nha. Mà có sao đâu, mình nói mình nghe thì ba nuôi cũng được mà, phải không con? Sao con cười hả? Ba nói đúng hả con, phải không? Nè con, nếu con ngoan con giỏi, con hiểu được lời ba, khi lớn khôn học hành con phải ngoan hơn người, cho mẹ đừng bận tâm, hãy nhớ lời của ba. Rồi, ngủ rồi. Mới nói có mấy câu nghe bùi tai nên con ngủ hả? Làm sao đây, lỡ rồi ba bồng cho con ngủ yên giấc ha. Tự nhiên cái làm cha ngang xương à. Anh đặt nó xuống đi. Cô ba, tôi sợ mất giấc ngủ của nó. Không sao đâu, con mồ côi mà, phải biết thân phận nó chứ. Tôi không muốn làm phiền anh cả mẹ lẫn con. Anh nghỉ ngơi đi, để còn ăn cơm nữa. Hình như cô không được vui. Anh Khánh đã đến đây. Sao anh biết? Bé Tám nói với tôi. Anh đến đây làm gì? Anh đến đây để... Để làm chi vậy cô? Muốn nhìn con. Vậy cô nghĩ sao? Tôi không biết. Anh nghĩ tôi phải làm sao? Tôi làm sao mà dám xem vào chuyện hệ trọng của đời cô. Hơn nữa, công việc mà bà đã giao cho tôi đến đây coi như đã gần xong. Nếu như cô không cần đến nữa thì cô cứ thật lòng cho tôi biết. Nếu bây giờ anh cần sự tự do thì tôi cũng không muốn làm phiền anh nữa. Sự tự do đối với tôi hoàn toàn vô nghĩa, mà nó rất có ý nghĩa đối với cô. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi đâu dám có ý gì để làm cho cô khó chịu, mà tôi đang chờ quyết định của cô đó. Anh có biết hiện giờ lòng tôi đang rối rắm, chưa tìm ra giải pháp để hoàn mỹ chuyện của tôi không? Anh nói đi, nói đi, tôi phải làm sao đây? Nếu như cô muốn tôi rút lui trả lại giai tuồng trong hờ vơ tam,
mà bấy lâu nay tôi đã cố công đóng cho trọn vai mình. Dù sự việc hôm nay đến với tôi có vẻ thành linh, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cái ngày này rồi cũng sẽ đến mà thôi. Nếu như cô đã tìm ra được lối đi thì tôi cũng không muốn trở thành người cản lối. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây, trả lại cho cô sự thanh thản an nhàn. Anh trả lại cái thanh thản cho tôi hay muốn trốn chạy cái giai tù tạm bợ? Xin cô đừng nói vậy, mà làm cho tôi cảm thấy mình là người có lỗi đối với bà. Tôi có ý ra đi cũng vì tôi không muốn làm cho cô khó xử. Tôi khó xử hay là anh khó xử? Vì cái gánh nặng mà má tôi đã đặt vào vai anh trong mấy tháng qua rồi. Cô ba, vì thế nên anh thấy không yên trong dạ cứ bồi hồi. Tôi là cái gông, còn anh là người mang nó. Anh trông đợi từng ngày muốn tháo gỡ nó ra. Anh muốn trở lại cuộc đời thông sống rong, vì không muốn lối mãi trong vũng bùn nhớ như. Thì anh cứ ra đi thoát khỏi cảnh ao tù. Tại sao cô lại nghĩ mình như vậy? Tôi không bao giờ xem cô là người vướng bận của đời tôi. Vậy sao anh từ chối, không chịu giúp tôi tìm lối thoát, trong khi tôi đang hụt hẫng chơi vơi? Khánh đến đây muốn đòi lại đứa con, còn hăm dọa tôi là sẽ phanh phui sự thật. Anh biết tôi khổ lắm không? Thì ra là vậy, mà tôi cứ tưởng. Anh tưởng gì? Sao không nói hết câu? Tôi tưởng đâu cô chuyển hướng hồi tâm cho con trẻ không mất đi nguồn cội, nên tôi mới mở lời giúp cô dọn lối. Nào dè đâu làm cho cô buồn tối thêm nhiều. Anh nghĩ sao mà dọn lối đó để tôi đi? Nếu tôi muốn bước thì đâu nhờ anh gánh nặng. Mặc cảm ngày qua đã lần hồi với nhẹ, nay anh lại làm khơi dậy nỗi đau xưa. Cô ba, tôi thật là kẻ hồ đồ, không tìm hiểu cho rõ ràng sự thật. Tôi ở đây cũng đã lâu mà vẫn chưa hiểu được cô. Đâu có ai cấm anh hiểu, chỉ tại anh không chịu hiểu mà thôi. Cô ba. Thương sao
đi cho lòng vơi nhẹ, e dè chi chất chứa trong tim. Tiếng nói cô ấm lòng đơn lạnh, bao ngày qua chán chưa yêu thương. Tình em đau tôi sẽ ấp yêu, trang thêm cho đời em đẹp, cho anh giàu xuân. Mơ khúc thiên thai mấy tháng trước nó qua nó làm trời làm đất, nó hăm dọa con Ánh Nguyệt đủ điều hết á. Hôm đó mà có tao ở nhà nghe, tao đập cây lên đầu nó chứ đâu mà để cho nó tự tung tự tác. Còn mày nữa, mày nghe lời nó qua đây định làm gì nói tao nghe coi. Dạ con xin má bớt giận nghe con nói. Hôm đó ảnh qua là muốn xin coi mặt thằng nhỏ, dù sao cũng là giọt máu của ảnh mà má. Vậy hả? Vì vậy nên vợ chồng tuổi bay mới thay nhau kẻ trước người sau. Qua đây ép con Nguyệt nó phải giao con, nó không chịu giao nên tuổi bay mới làm giặc. Thiệt là tử cổ chí kim, tao chưa thấy con chị nào giống cũng như bay vậy. Bán rẻ em mình thật là bất nhân, trên đời này có một không hai. Má ơi, con xin má bớt giận, bụng dạ của con đâu có hại em mình. Tại anh Khánh hồ đồ làm chuyện bất nhân, không nghĩ suy mới hai đời em Nguyệt. Chuyện bất ngờ không kịp trở tay, chớ còn cùng đào đớn nát lòng. Mày hại em mày mà còn trái tội, nếu không sao nó dám làm càn chứ. Má không tin cũng phải đành, chuyện lỡ rồi xin má hãy thương con. Rồi hôm nay mày về đây mày muốn gì đây? Má, con xin má thương con, con khổ lắm má ơi. Cái gì mà khổ? Con muốn xin má với em Nguyệt cho con nuôi thằng nhỏ, để em Nguyệt được rảnh tay chân, và cũng để chuộc bớt lỗi lầm của con má. Thằng chồng mày đúng là cái đồ khốn nạn mà. Muốn được phần mình mà không kể gì người khác, thật là bay quá ích kỷ, nên mới bày ra cái chuyện phi. Mà nó lại chán chường, tại sao nó không chấp nhận cái số phận vô hậu, cho trọn kiếp này mà trả nợ trần ái. Con ơi, ngày xưa con tự chọn nhân duyên, chứ đâu phải má ép gả để cho con gánh khổ. Thì sướng vui hay ưu phiền sầu nào, không thương mà hớt hủi thì con về ở với má với em. Má có ghét bỏ con đâu, con đừng có khờ dại đi nghe lời nó mà làm bậy. Nó đối xử với con như vậy có đáng gì mà con không nỡ dứt chứ. Má ơi, con sợ cái cô gái độc không con.
cây đồng không trái. Con càng lo sợ người ta giàu chia giá sang nhà chồng, đau đớn tâm can, đêm tận đêm con lo sợ phập phồng. Má ơi, nó nói với con, nếu như em nguyện chịu chung đường duyên nợ, chị em sẽ thuận hòa hôm sớm có nhau. Tính liều như vậy sao phải hả Mai? Cái gì thì chung được, cái chuyện ái ân làm sao mà chung được? Dù có thương em đến hy sinh tánh mạng thì máu quản tư cũng làm cho con tôi mặt xanh mày. Kinh Phật có nói mình gánh khổ là tự mình chuốc khổ, chứ nào có ai gánh khổ cho mình đâu. Lời khuyên của má hôm nay, con mau thức tỉnh đừng say mê. Má, nhưng mà anh Nguyệt vẫn không chịu gặp con. Liệu con có nghe lời thằng Khánh mà phơi bày thân phận nó hay không? Trả lời má đi. Dạ má. Con cứ về hỏi lại lòng con, coi cái khổ này do đâu mà có. Chào Dương ba. Chào anh. Sao? Chừng nào mới chịu quăng cái nôm này đây Dương? Hình như anh rất thích thú với cái nôm. Nếu có thì sao? Thì anh đừng phí công vô ích. Nếu vậy thì chắc Dưỡng ba mày đã bén mùi nên không chịu nhả ra. Phải rồi, vớ được món mồi béo bở, rễ bà phủ sản nghiệp dư thừa, ở không suốt đời mà ăn cũng không hết. Tức cười, thật tức cười cho câu nói của anh. Lấy bụng mình mà suy bụng người khác, đã làm sai sao không chịu sửa mình, còn tạo cảnh bất bình cho đời thêm ai oan. Anh nên dừng lại là vừa đó anh Khánh à. Đâu cần mày dài khôn tao tư cách chi, cái thằng ở đậu ăn nhờ biết thân mày đi. Dù là thân ở đậu ăn nhờ, nhưng tôi còn biết nghĩa biết nhân, chẳng làm điều gì bất lợi cho ai. Chớ không như anh nằm không trên đống vàng sung sướng nên làm càng hại em gái người ta. Mày nếu như anh không còn lời lẽ gì để nói, xin phép anh đứng lại. Tao nhất định không để cho mày lên mặt. Ai chống lưng cho mày thì họ chờ xem. Anh Khánh, anh làm khổ người ta có ích lợi gì cho mình? Chính bản thân anh cũng đang bị giày vò đó. Mày nói đúng, nhưng bản thân tao đang bị giày vò là do ai? Tại ai nếu không phải là mày? Ai biểu mày nhào vô làm anh hùng? Anh bình tĩnh đi, hãy làm tốt phần mình, trời sẽ cho những thứ khác. Tại sao anh không chịu nghĩ? Việc gì cũng vậy, cần phải nhẫn nại, rồi thời gian sẽ... Mày cấm đi! Mày dám lợi dụng thời gian để làm chồng làm cha, hãy dứt khoát ngay không thể chần chừ. Một năm nay tao trong mòn con mắt, tao không muốn mày làm kẻ thứ ba. Nếu cần tiền tao sẽ cho. Anh đừng dùng tiền mua danh dự của tôi, mà anh nên cần thu phục nhân tâm. Tao không cần biết nhân tâm là cái quái gì, mà tao muốn mày rời khỏi nơi đây. Mày đừng bắt tao chờ đợi nữa. Anh Nguyệt và đứa con phải là của tao, là của tao, mày rõ chưa? Mình phải làm sao đây? Mình có đủ can đảm để nói, và liệu anh Nguyệt có chấp nhận được hay không? Anh Nghĩa.
qua. Anh sao vậy? Không có sao đâu. Không có làm sao mà hôm qua tới nay thấy anh lạ lắm đó. Thật ra thì anh có nỗi khổ gì vậy anh Nghĩa? Cô quan tâm đến tôi như vậy sao cô Ba? Sao không quan tâm? Tại vì anh là cha nuôi của con tôi. Anh cho nó mượn tiếng cha để gọi đỡ. Chỉ gọi đỡ thôi mà. Hay là anh sợ mất duyên con trai của anh nên anh buồn, phải không? Đàn ông mà sợ gì mất duyên. Cô Ba à, cô quan tâm đến tôi nhiều thì tôi càng... Anh mắc cỡ hả? Vậy thì anh đối với tôi đâu có thiệt tình như lời anh khuyên tôi. Không, không phải vậy đâu. Vậy thì được rồi. Anh dư hiểu đạo làm người đúng nghĩa là tình lý phải vẹn toàn. Anh lo cho tôi và bé Nhân từng ly từng tí. Lẽ nào đừng làm cho tôi thất vọng, đừng để cho tôi đau khổ nào này. Nhưng tôi không ngại mà nói thật với anh rằng tôi biết xưa nay chỉ có trâu tìm cột, chứ có bao giờ cột lại tìm trâu. Biết là như vậy mà tôi vẫn muốn nói thật lòng mình. Thà là đối diện mà náo lòng còn hơn chôn sầu nuốt thảm. Anh Nguyệt ơi, lời cô thật ra khiến cho lòng tôi đau đớn. Muốn nói tiếng thương mà lời nghẹn đầu môi. Bởi giữa hai chúng mình có một khoảng cách vô hình nên không thể buộc chữa tình cho đời thêm oan hận. Anh nói đúng, tình là hận. Ôi nghiệp chướng quan khiên, nhưng mà tại sao có câu duyên nợ ba sinh, tình trường miên cửu. Thuyết nào đúng, thuyết nào sai, tôi làm sao mà phân biệt được. Vì vậy mà nên từ lúc anh xuất hiện như một thiên thần làm sáng rực cửa nhà tôi, khiến cho tôi phải nhớ mãi cái câu rồng châu ngoài quê ngựa tây đồng nai. Sông trầm sao chảy lộn sông ngoài, thương người xa xứ lạc loài đến đây. Thế mà anh vẫn trơ trơ
lời cô than tôi áo não tâm trí ngổn ngang, muốn đáp lại tình ai nhưng sợ bước chân vương phải sai lầm. Anh sợ sai lầm tôi biết mà. Anh ác lắm. Cô đừng khóc, đừng làm tôi khó xử. Chẳng thà anh đừng có nói rõ lòng anh cho tôi biết mà tôi còn ít khổ hơn. Đằng này khi thì anh nói thế này, lúc thì anh bẻ ngọn thế kia. Tôi chỉ ra ở tạm ngoài tiệm trà đỡ một thời gian thôi, chỉ ở tạm thôi mà. Ở tạm chi, ở luôn ngoài cho một rễ luôn đi. Cô cứ vậy hoài tôi khổ lắm. Anh làm khổ tôi thì có, anh dọn ra ngoài liền đi. Cô biểu tôi đi liền bây giờ. Vậy cho vừa bụng anh, chứ anh đã quyết định thì tôi còn chọn lựa được sao? Anh ra ngoài chợ ở, có đông người, tự do mà lựa chọn để tìm cho vừa ý anh. Lựa chọn cái gì, tìm cái gì ở ngoài chứ? Thì trai khôn tìm vợ chợ đông chứ tìm gì. Gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân, người ta đi đôi như vậy mà cô xé lẻ ra làm gì? Tôi làm sao có phần phước mà dám thốt ra câu đó. Ê, 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 cái đám con nít quỷ, con nít yêu đi hết chưa? Bay là con cái nhà ai vậy? Nói đi, bay dám nói tao cũng tới nhà mét cha mẹ tụi bay đó. Kệ nó. Sao kệ được Dưỡng? Tụi nó hát chọc kẹo hổm rài ai cũng nghe hết rồi, cự cãi làm gì em? Trời ơi, hát bậy hát bạ ai chịu nổi Dưỡng. Làm con người ai tránh được cảnh não lòng. Tôi chỉ mong sao cho ánh nguyệt đừng thấy đừng nghe, để cho tâm cô được bình yên thì cổ đừng xáo động. Thấy hoàn cảnh của cô ba Dưỡng ba, thiệt tình là em chịu không có nổi rồi. Ôi, cái ân oán tình thù này biết bao giờ mới tháo gỡ. Hậu quả của cơn nóng giận bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân. Dưỡng muốn nói đến Dưỡng hai. Sao em biết? Cái hôm mà Dưỡng hai gặp Dưỡng ba ngoài đường, vô tình em đi qua, em nghe rõ hết trơn. Dưỡng hai thiệt là bậy quá mà, đã vậy mà không biết lỗi để sửa. Vậy mà còn... Con người ta thường là vậy, khi chưa đạt được mục đích thì không chịu dừng chân. Cũng vì vậy nên tôi sợ ảnh hưởng đến cô ba. Dưỡng là chồng của cô ba, ai dám
dám phá rối chuyện gia đình. Dương sợ gì mà lo âu, em không hiểu chuyện rối lòng rối dạ, tiềm ẩn trong cái vòng kiềm tỏa của con người nên em thấy nó rất bình thường, nhưng con đường trước mặt lắm trong gai. Dưỡng ba ơi, dù có gai trong hiểm nguy chực chờ trước mặt thì cũng phải tìm cách vượt qua, chớ dưỡng đừng tính chuyện chia xa mà bỏ cô ba trơ trọi ở bên đường. Cô ba còn ở lại một thân thì hậu quả khó lường, huống chi hơn một năm nay trong ngoài có dưỡng côi sóc, bà ở nhà mới được thảnh thơi. Bà quý dưỡng ở tấm lòng nhân hậu thật tâm, lúc nào cũng coi dưỡng là người con rể. Cô ba cũng nặng ân tình với dưỡng, nếu dưỡng bỏ đi thì phụ tâm chân tình. Nói đi, ông trời có mắt mà, những kẻ mà tạo ra cái ác hả thì làm sao mà tồn tại được. Cảm ơn em đã thấu hiểu lòng tôi. Em tâm ơi, cái khó của mình là đừng sống theo điều ta ước muốn, mà hãy sống theo điều ta có thể làm được. Phải, nếu dễ thì dưỡng đâu có mỗi đêm ra đây ngồi trầm lặng, mắt cứ đăm đăm nhìn mãi dưới dòng sông. Sông buồn anh dáng mảnh trăng thu, đôi mặt cùng nhau già liêng liêng. Bởi ngọn thu phong xe buốt lạnh, chạnh lòng quân tử áo phong phanh. Dưỡng đừng cho là em nhiều chuyện, nghe lên dưỡng thở than nên em đã thuộc lòng. Em thật lòng có nghĩ đến tôi nên mới bận dạ thầm tìm hiểu. Một đời người có tìm tri cây để họ hiểu mình mà tâm sự một vài câu. Anh sợ gì ai mà không dám vào, lại đứng lấp ló rình mò như vậy. Ý em nói anh là tên trộm phải không? Mấy tháng không gặp em thay đổi rồi, không còn vẻ e dè sợ anh như trước nữa. Mức chịu đựng của con người ta có giới hạn. Thì ra em có hậu thuẫn là má hay thằng chồng hờ vậy. Anh vẫn lì lợm mặt dày không thay đổi. Bùi Minh Khánh này đi không đổi tên, ngồi không thay họ, nên em có cho anh là tên trộm anh cũng vẫn tự hào. Cái tự hào của kẻ ăn trộm đi canh giữ dĩa mứt gừng của mình sắp bị thằng ăn cướp ngang nhiên và đoạt lấy. Đủ rồi. Chưa đủ. Anh còn muốn gì nữa? Muốn giúp em. Tôi không cần. Cần hay không cũng đừng vội vàng từ chối. Mời cô vào. Chào chị. Anh Khánh, anh đưa người đàn bà này đến đây để làm gì? Để giúp em lột trần bộ mặt giả dối. Tôi không muốn chị làm người xấu, nên nhờ anh Khánh đưa tôi đến đây để làm sáng tỏ một việc. Chị muốn làm sáng tỏ chuyện gì? Tôi là người yêu cũ của anh Nghĩa. Người yêu cũ của anh Nghĩa? Không, tôi không tin. Các người gạt tôi. Đi hết đi. Tôi không gạt chị đâu. Chị phải nghe tôi nói. Anh Khánh, tôi không dễ để cho anh giở trò lừa gạt. Tôi chưa hiểu bản chất của anh độc hiểm hơn người. Tìm đủ mọi cách tinh ma
vẫn thâm. Còn cô, giữa chúng ta chưa từng quen mặt, sao cô lại đến nhà mà đặt điều làm rối lòng tôi? Nhưng cô đừng hòng giở thủ đoạn nơi đây. Chị nói đúng, bỏ hôm qua chỉ là người bị gạt hôm nay. Người ta có lòng nhân tìm đến đây nói cho rõ chuyện, em đừng hiểu lầm mà phủ nhận tấm lòng tốt của người ta. Cô ẩn à, nếu còn vật chứng nào cô cứ đem ra, người ta thì phải cứu cho bằng được. Chị hãy xem đây cho rõ người ở trong hình, để xem tôi nói thật hay là bịa chuyện để hại ai. Trời ơi, không lẽ đây là sự thật? Hình đã ố màu, không lẽ tôi nói dối sao? Thôi, tôi chỉ giúp chị được có bấy nhiêu. Chào chị. Nguyệt à, em hãy bình tĩnh và sáng suốt để nhận định đâu là thật, đâu là giả. Anh đề nghe em. Anh Nghĩa, trong hình là anh đây sao? Nghĩa ơi, em không muốn tin, nhưng mà trời ơi, rau nở để khổ cho em, thân mộng cánh diều ngã vậy. Tấm hình này ở đâu em có? Anh nhận ra người trong hình là anh. Phải, người trong hình là tôi. Còn bên cạnh là người yêu cũ của anh. Người yêu cũ của tôi? Ai nói? Hành động của anh đã thay cho lời nói của anh. Anh Nguyệt, hãy nghe tôi giải thích. Anh giải thích sao đây? Thật sự cô gái này tôi biết, nhưng... Nhưng anh... Anh đã bỏ rơi người ta. Không phải như vậy đâu. Tôi... Nghĩa ơi, chuyện không muốn tin cũng không thể được. Anh không cần bài giải biện minh. Nếu anh muốn quay về chốn hẹn hò xưa, sao không chấp nhận sự thật, lại tìm với lời giải thích? Anh Nguyệt, tôi muốn biết tại sao tấm hình này lại ở trong tay cô. Anh không cần biết vì sao nó trong tay tôi, mà cái điều anh cần biết là tôi đã hiểu rõ con người thật của anh. Giả dối, anh giả dối.
Anh Nguyệt ơi, nếu cô vẫn không cho tôi được một lời biện giải thì dù cho tôi có nói gì cũng như gió thoảng qua sông. Chỉ mong cô đừng vì chuyện này mà âu sầu phiền não. Qua ngôn xảo ngữ, anh viện cớ bỏ nhà ra tìm trà ở, vậy mà anh bảo tôi phải tin anh. Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Anh Nguyệt, vì sao chúng mình lại bị đặt vào hoàn cảnh bi thương không lối thoát? Anh hỏi tôi biết hỏi ai đây? Đừng giả vờ nữa. Trần gian biết còn có bao nỗi sầu, ân quán chờ đến bao giờ nguôi, cho đời lặng yên sóng gió. Thấy đau trong lòng, sinh khổ đoàn càng cố vượt qua càng khó thể chung đường. Càng nói càng đau, càng thêm nỗi chán trường. Tôi tự hào là mình cứng rắn như tảng đá, nhưng nào ngờ tảng tròn phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông, nhưng dò sông dò biển dễ dò, làm sao lấy thước mà đo lòng người. Thì ra đàn ông tốt trên đời thì không còn nữa, bao nhiêu hy vọng trong đời đã sụp đổ dưới chân. Tôi còn biết tin ai, biết bám víu vào ai để đi cho hết đoạn đường còn lại. Thế gian đường rộng cùng nhau bước, mọi sự nhân gian tới trời. Ý anh nói tạo hóa đã xuất phát từ ý trời, làm sao có người lĩnh đoạt được à? Anh Nguyệt ơi, chúng mình hãy chấp nhận thương đau để giảm phần đảo khổ kéo lê cuộc sống đọa đày trả nợ trần ai. Kiếp xưa mình nì trót đã dài, kiếp này phải trả đắng cay nợ đời. Anh lý giải làm gì cái nhân quả triền miên, để cố khỏa lấp chuyện làm không minh bạch. Định mệnh trớ trêu đã đẩy tôi vào con đường bế tắc, dù nhắm mắt cũng không bao giờ quên được chuyện hôm nay. Anh Nguyệt, đừng khờ dại, cô còn bé nhân, còn bà phụ, cô nên quý trọng kiếp con người. Anh sợ tôi làm liều rồi ảnh hưởng tới anh, nên anh nhắc nhở tôi cái bổn phận làm mẹ và làm con. Cái hình ảnh thiên thần sáng chói của anh giờ đã thật sự mờ, mờ hẳn trong tôi. Cái dáng vẻ thanh cao đã bỏ tôi mà đi rồi. Đêm đủ chưa cưng?
cô dư trả lại anh nghe. Không dám dư trả lại cho anh đâu. Cho thêm không hết phải không? Nè, mà sao em còn giữ tấm hình đó đến giờ? Để hôm nay còn dịp đem ra sử dụng vậy hả? Em nói anh đừng có ghen nha. Mắc mớ gì mà anh ghen? Ờ ha, em với anh như bèo nước gặp nhau, tội gì ghen cho mệt ha. Em đúng là dân chơi. Sao? Nói chuyện tấm hình anh nghe coi. Anh biết không, hắn á là bạn học cũ của tụi em. Hai người chụp chung, em lấy hình em ghép vào, rồi em ngâm tấm hình trong nước có pha cà phê á, cho nó ố màu. Anh thấy em có giỏi không? Giỏi thiệt đó. Không ngờ nghe, em giỏi thiệt là giỏi vậy đó. Đồ quỷ à. Mà nè, anh phải nhớ là đêm nay em đợi ở quán cây me. Đừng lo, tối nay anh qua, như ăn mặc đẹp anh vẫn nhiều bạn nhậu. Anh nói thì phải nhớ lời á, không gặp á thì không có về. Yên chí đi, Bùi Minh Khánh này nói là làm không bao giờ bỏ cuộc. Em về nghe cưng. Khoan 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 khoan, chờ anh chút. Sao? Cô thấy rồi đó. Cô có chịu nổi cảnh này không? Tôi chưa thấy người nào tàn nhẫn với vợ như anh. Tôi không ngờ anh tồi tệ như vậy. Vậy sao? Đó là cái giá phải trả cho một người vợ như cô. Cô hiểu chưa? Đồ vô dụng. Phải, anh nói đúng. Tôi vô dụng nên mới chọn anh làm người bạn gối chân. Đã lầm anh mà trao trọn cuộc đời, giờ đây khổ thân tôi, còn hai luôn đời của đứa em, thân ngọc ngà trong trắng trinh nguyên. Anh nhẫn tâm quy hoài cho đành, để anh thỏa mãn tình. Thật là tàn nhẫn vô lương. Cô không làm theo ý của tôi, sao cô không biết lỗi của mình? Muốn tôi tuyệt tự nối dòng, cô mới vừa lòng của cô. Biểu cô về khuyên dỗ em cô, mà cũng không làm được cái chuyện này. Không rước anh Nguyệt về, thằng nhỏ cũng không đem về cho tôi. Anh quá là hèn hạ bất nhân, anh không xứng đáng nhận nhịn. Nếu tôi đem cháu tôi về, sợ sau này nó ảnh hưởng. Là cha hờ nhưng đời nó sát trong, anh đừng có trông mong. Bắt con về cho nó uống công. Giỏi, cô nói hay lắm. Về bển bị bùa mê nên bây giờ trở mặt hỗn hào với tôi hả? Cái mặt trả treo thấy mà ghét, thấy mà ghét. Giết tôi đi, đừng hành hạ tôi cho tay anh đau, cho lòng tôi tê tái. Vì cuộc sống của tôi giờ đây nó không còn ý nghĩa trên đời. Còn đâu cái cảnh ngọt dịu ngày xưa em mới tuyệt vời. Và cả đời em gái của tôi, em là ánh trăng chỉ là cành
cô lại nhiều lời trách móc ông trời, hay là cô muốn kêu gọi lòng thương hại của ông trời để tiêu diệt tôi? Cô ngu lắm. Trời giúp cô sao? Chỉ có mình mới giúp mình thôi cô à. Anh nói phải, tại tôi ngu nên mới trở thành nhu nhược. Tại tôi ngu trần thế mỹ xấu xa, ham mê của lạ dẫm bừa duyên cũ. Anh dần chạy về vui chơi thỏa mãn, tôi đau đớn lặng nhìn không nói được thành câu. Tôi là Trần Thế Mỹ thì sao? Anh chịu nhận mình là Trần Thế Mỹ rồi sao? Nhận chứ sao không nhận. Nhưng mà nếu nhân dạng của Trần Thế Mỹ có ở trong tôi thì cũng là do cô đã tạo cho tôi trở thành nhân vật đó. Luôn cả gia đình cô đối với tôi cũng không có thiện cảm, muốn đưa tôi vào con đường cùng không có lối thoát của tương lai. Thì ai cấm được khi tôi muốn ra gọi xuống đi để mà ngăn cản. Tôi nói cho cô biết, muốn đạt đến mục đích phải cần có thủ đoạn. Cô có hiểu câu sống không ích kỷ sẽ bị trời tru đất diệt hay không? Khá khen cho câu sống không ích kỷ trời tru đất diệt của anh. Nói một câu nghe sẽ quá bùi tai, nhưng anh đừng mong thực hiện ý đồ điên dại. Cái gì? Định nhận hậu quả một mình hả? Đâu có rẻ mạt vậy. Cái giá này đắt lắm mà. Anh Khánh, con ác quỷ trong anh giờ hiện đã rõ, thì tôi không còn gì để bám víu vào anh. Đi đâu đó? Tôi thu dọn rời khỏi đây. Anh muốn dắt ai về, muốn làm gì tùy anh. Đừng bắt tôi ở đây chứng kiến việc làm trơ trẽn tồi bại của anh nữa. Chửi nữa. Tồi bại hả? Tồi bại nè. Đồ đàn bà hư thiếu bổn phận với chồng của mày đặt giải đời hỗn sự. Anh muốn đánh, muốn giết, muốn làm gì làm đi, tôi không muốn sống nữa. Giết cô à? Giết cô chứ. Để cô tự chết dần chết mòn trong căn nhà này mới hả giận của tôi. Không, tôi không bao giờ ở trong căn nhà này. Đứng lại. Để cô đi, cô phá hư chuyện của tôi sao? Anh buông tôi ra. Buông tôi ra. Anh là đồ cầm thú. Lại chửi nữa. Cầm thú hả? Cầm thú nè. Cầm thú nè. Nè, cô chửi tôi nhiều lắm rồi nghe cô. Cô không sợ tôi giết cô sao? Giết đi. Không giết. Tôi sẽ nhốt cô lại. Vô! Buông ra! Anh buông tôi ra! Buông ra! Cầm lại! Gọi đi. La nữa đi, tao bóp họng mày, mày la đi. Nín! Nếu còn la nữa tao nhét vẽ vô miệng mày. Từ đâu? Ra biểu coi. Cậu gọi tôi hả? Chuyện trong nhà thấy sao để chị biết chưa? Dạ biết. Khôn, vậy là khôn đó. Không được thả nó ra nghe chưa. Tôi đi rồi nhớ đóng cửa lại. Tôi về nó mà đi mất là vô đó ngồi thế nó biết chưa. Tôi đi à.
Ông này ông điên nặng. Mợ ơi, tôi thương mợ lắm, nhưng mà tôi không có dám cãi lời cậu, tôi sợ lắm. Chị Tư ơi, chị Tư, có nhà không? Tôi là bé Hai nè. Ý trời, tai nạn tới tấp, không có kịp đóng cửa nữa. Hai ơi, em không giữ sao em sợ quá à? Mày yên tâm đi, sự việc này tao đã tính từ ngọn tóc cho đến ngón tay út. Sao mày chưa chịu lên mà còn đứng ở dưới? Lên lẹ mày. Em rụt quá, lên không có được. Nhát mày thỏ, làm đại sự mà rung. Lên mày. Đốt nhà người ta mà ông nói làm đại sự, đáng sợ thiệt. Mày nói gì vậy? Dạ, em nói Dượng quả thiệt xứng danh anh hùng. Thôi đừng có xạo nữa, lên lẹ đi. Ủa, ai làm gì mà ở đằng chợ sắn rực vậy cả? Dũng, có người ta chạy theo kìa. Quen này chắc tiêu rồi Dượng ơi. Em thấy bé Sáu mà không biết nó có thấy em hôn nữa. Nhảy xuống xuồng lẹ lên, chết cả lũ bây giờ. Dượng ai ơi, chờ em với Dượng ai. Thôi, để anh tự lăn được rồi. Em mà lăn một hồi con mắt này dám nó nhảy ra ngoài từ giả con mắt bên kia lắm. Ủa, sao kỳ vậy ta? Kỳ gì? Cô nhỏ lớn chưa từng thấy con mắt đổi màu hả? Phải. Kỳ ha. Gì kỳ hoài vậy? Trái nhà Dượng em bị phỏng, còn anh không có phỏng mà sao con mắt bị bầm? Ôi sao lạ vậy? Ôi da, trời. Vậy mà cũng lạ. Có gì lạ đâu. Vừa phát hiện cháy nhà thì Dượng ba quăng anh ra ngoài một cái bụp, đập mặt xuống đất một cái đớp, con mắt bầm. Còn Dượng ba ở trỏng lo lấy sổ sách cho nên mới bị phỏng. Trời. Cái gì vậy? Vậy mà tưởng đâu là Lê Lai cứu Chúa chứ. Nhưng mà không ngờ Chúa cứu Lê Lai. Trời ơi, em nhìn mặt Dưỡng ba mà con mắt em muốn lòi ra ngoài. Cái thằng đau vậy mà cũng giỡn được nữa. Bà ơi, tạo nụ cười để xoa dịu nỗi đau là một liều thuốc bổ mà thế gian không có quyền quên lãng. Ây da trời ơi. Cái thằng lẩm đẩm vậy mà. Ba ơi bà. Đứa nào đó? Dạ con nè bà. Mà chú em là ai vậy? Ủa bà không biết con hả? Con ở trong đất của bà lâu lắm rồi nè. Mấy ngày nay hả, con thấy trâu của người ta qua đất của bà ăn lúa hả, con ra con đuổi trâu giùm luôn nè. Mà sao con không thấy mặt mày thằng bé Hai đâu hết bà? Vậy hả? Qua cảm ơn cháu nha. Dạ không có chi, thưa bà con về nha bà. Không biết cái thằng bé Hai nó đi đâu nữa. Mấy ngày nay sao mà xảy ra đủ chuyện hết nè.
đúng là nó rồi. Biết ngay là nó mà. Anh nói ai vậy? Nè nè nè. Gì? Em nhớ không? Nhớ gì? Em nhớ cái đêm cháy nhà, em chạy ra ngoài gặp anh em. Em khóc không? Ta khóc là tại tiệm trà của bà bị cháy chứ bộ. Mà Dưỡng Ba thì còn bị kẹt ở trỏng chưa ra. Chứ thấy anh bình yên nằm một đống ở ngoài sân, mắc gì mà khóc vì anh chứ. Ham lắm, không dám đâu. Cái gì vậy trời? Ôi xa trời ơi. Cái tật rầy hoài không bỏ. Chưa có nói hết cái gì là nhé vô họng người ta rồi. Xin lỗi nghe, nói đi. Nè nè, cái lúc em chạy ra thấy hai người từ chỗ trái chạy ngược trở lại phía em phải không? Ờ hen. Thiệt, hai người đó vô tình quá à. Em kêu họ trở lại cứu giùm mà họ cứ cắm đầu chạy luôn à. Trời đất ơi, phải em không bé Sáu? Gì? Nó đi đốt nhà mà em biểu nó trở lại cứu. Nó đi đốt nhà đó hả? Ừ. Mà sao anh chắc là người ta đốt nhà chứ? Bà ơi bà. Đó. Đó đó đó. Tội nhân thiên cổ đã về kìa. Mẹ hai. Thế này mày. Mày hết chối rồi nè. Mày đi mày. Mày còn nhận ra tao sao bé Tám? Mày có biến thành tro tao cũng nhận ra mày. Thằng phản chủ, thằng hại bản, cái thằng... Bà ơi, bởi con quá mê muội nên nghe lầm người xấu. Nay tỉnh vía hoàng hồn, con mới lội trở về đây. Bà ơi bà, con dập đầu, con cúi lại bà. Bà mở rộng lượng hải hà mà thẳng tay trừng trị. Bà xử tội con đi bà. Con ăn năn lắm rồi bà ơi. Thôi đứng lên đi. Bà ơi, Dượng ai rủ con đốt tiệm trà rồi cùng chạy xuống xuồng bơi đi thục mạng. Trời tối thui à, con đâu thấy hướng mà bơi, nên nhè chỗ nước xoáy mà bơi lủi vô, nên chiếc xuồng nó quay mòng mòng rồi nó lật úp à. Rồi anh Khánh đâu em? Dượng hai thật là tệ á. Em lo cố sức đỡ chiếc xuồng kéo vô bờ, vậy mà Dượng hai đành lòng bỏ em lội đi một mình lánh nạn. Thiệt là có hoạn nạn mới rõ lòng quân tử. Để em lủi vô đám trà của người ta gài cá, mắc kẹt ở trọng suốt đêm à. Lớp thì bị gai cào mặt mày nát bấy à, quần áo rách ten beng. Lớp bị mấy con cá lòng tông nó rỉa, ai bắp chuối bầm tím à. Nó rỉa bắp chuối mày làm gì? Sao nó không rỉa hai con mắt mày giùm tao đi? Tao mang ơn nó lắm. Úi da trời ơi. Tao biết tao bậy rồi. Mày đừng có nhặn nhẹ tao nữa. Bây giờ mày cũng đâu có sao đâu. Ủa? Sao mắt mày kỳ vậy? Vậy sao mày nói không sao? Thôi bỏ qua đi ha. Bỏ qua sao được hả? Mày nhìn kỹ tao đi. Tao đang mang chài mang lưới, te tua như tàu lá chuối nè, không thấy sao? Tao biết mà, tội của tao nặng lắm, nên mới về đây cùng bà thu tội. Xin mày với Dượng Ba đừng nên oán hận cho lòng tao được yên. Dù cho tao có bị ngồi tù đến vài chục năm, tao cũng không buồn. Bà con nợ phủi tay, bà không trách con dại cờ lầm lạc. Con yên lòng bà chẳng thưa gửi con đâu. Nhưng mà bà lo thằng Khanh công vừa qua, giữa đêm tối mờ mênh mông trời. Nếu như vậy thì anh Khanh gặp sinh ra nhiều việc, anh Khanh có bề chi con không yên già. Dượng quá nhân đạo, thương người thâm độc. Nếu hôm đó mà Dượng chết cháy luôn thì đâu còn nghe mang để thương người và vô tâm. Anh cứ thù dai thì chỉ đặng trong lòng, giống như
Bé Sáu nói phải đó. Chuyện lớn phải hóa ra nhỏ, chuyện nhỏ nên giải cho tan. Nếu giữ được cái tâm thiện thì mọi nạn tai đều được hóa giải. Ủa, con Nguyệt bồng thằng nhỏ đi hút thuốc gì mà lâu vậy cả? Dạ, để con đi chợ, rồi con ghé thầy Lan tìm cô Ba. Giận thằng Khánh thì có giận, mà nghĩ lại cũng tội nghiệp cho nó. Vì thiếu nghĩ suy cho nên mới nông nổi gây ra cái chuyện có hại như vậy đó. Nhưng mà thôi, tiệm trà trái thì bỏ đi, miễn các con mình yên là tốt rồi. Còn người thì còn của. Bé Hai à, quay trở vô trỏng coi nhà cửa đi con. Trâu người ta qua khóa ruộng lúa của mình hư hết rồi đó. Dạ, con cảm ơn bà. Bà ơi bà. Bà ơi bà. Ở ngoài giàm trôi vô cái thằng trỏng. Bà con ta muốn có đống lắm nè. Bà nghe nói bà, cái xét ấy giống Dượng Hai lắm bà. Trời ơi, vậy hả? Bé Hai, chạy ra ngoài nhìn con có phải là Dượng Hai không con? Đi mau đi. Con bé Tám, con chạy về bên nhà cho cô Hai hay đi con. Đi mau đi con. Nghĩa, con sao vậy? Má biết, má hiểu con mà Nghĩa. Con thấy bất nhẫn ở trong lòng khi hay tin thằng Khánh nó. Con không biết cái gì của con làm đấy là đúng hay sai, mà bây giờ đã chết một mạng người. Nếu như cái xác chết trôi đó chính là anh Khánh, đúng hay sai thì má nghĩ cũng do ý trời. Vì nếu ngày trước con không nên vào lúc đó thì biết đâu trong sự việc này người chết lại là con Nguyệt thì sao? Má thấy con không nên tự trách mình. Vì phần con làm đúng, má tin như vậy. Nếu như con sai là do ở gia đình má mà thôi. Thưa bà, con không có ý. Con đừng ngại, má muốn nói con gái má không làm tròn bổn phận với thằng Khánh, cho nên nó mới trút cái lỗi con chị lên thân phận con em. Nhưng mà trời không chiều ý nó. Vì con Nguyệt đâu dễ để cho ai dùng áp lực mà ép buộc nó. Con biết tánh cô Ba cứng cỏi và nhiều nghị lực. Còn việc thằng Khánh là tự nó chuốc lấy hậu quả, chớ có can dự gì tới con đâu. Hãy nghe má đừng nên gánh nặng, con chuốc phiền đeo não vào thân làm má chẳng an lòng. Cái lỗi này nhẩm ra không thể trách ai, mà là do ông trời ông tạo, làm cho điên đảo nhân loại. Đó là luật thừa hình của thế gian, kiếp nhân sinh nào ai canh được đâu. Giàu hay nghèo cũng vô nơi số mạng, giàu cũng khóc cũng khổ như ai, chứ đâu phải riêng có cái nghèo. Lời giảng dạy con xin khắc ghi, hôm nay con muốn thưa một việc. Bổn phận của con coi như đã xong, từ hôm nay con trả kiếp chồng hờ để tìm cái của riêng con. Chuyện đó là lẽ tự nhiên, con không trả má cũng bắt con tính cho xong mà. Dạ, cái gì rồi nó cũng phải trở về nguyên thủy. Thì vậy, đâu ai qua được ý ông trời. Thì không biết có phải cái xác thằng chồng đó là thằng Khánh không nữa. Thưa bà, cái tiệm trà trái con cũng có phần trách nhiệm. Con muốn thưa với bà là má đã nói đó là do ý trời mà, sao con cứ đòi ôm cái trách nhiệm vào mình chi vậy biết nữa. Bỏ hết đi con. Con muốn làm một cái gì để bù lại cái mất mát của hiện nay? Con nói vậy là ý của con sao? Dạ, con muốn xin rời nơi đây.
Hả? Cô muốn bỏ đây mà đi à? Vậy vậy còn có Nguyệt. Thưa bà, bấy lâu nay cô luôn giữ gìn không để cho mình sai phạm, làm đúng vai trò của bà giao phó cho con, nên con nghĩ việc con ra đi không làm ảnh hưởng đến tâm tình của cô ba. Con nói vậy là con không có ý gì với con Nguyệt, mà chỉ có mình con Nguyệt nó có ý với con thôi sao? Dạ thưa bà. Hèn chi, từ bấy lâu nay một tiếng con cũng gọi bằng bà, hai tiếng cũng gọi bà, chưa bao giờ con gọi lên tiếng má. Má cứ nghĩ là con ngại mồm ngại miệng, chớ có ngờ đâu con vẫn khư khư ôm cái đạo nghĩa tôi. Giữ giả sắc xuống cao thượng chui vén niềm, thì ra cái giàu đâu dễ mua lòng người ta được. Má đã hai thứ tóc trên đầu mà cách nghĩ vẫn còn non. Nhưng mà thiệt lòng trong thâm tâm má, từ mấy lâu nay đã xem con như ruột rà máu thịt. Không ngờ nụ cười già tắt liếm kể từ đấy, để tiện đưa con trên bước đường. Để gọi trong thâm tâm con mà đáp lại cái tình của bà đối với con bấy lâu nay. Như vậy là con đã hiểu lòng má, thì sao con còn muốn ra đi? Không làm rể thì làm con trai là anh có Nguyệt cũng được mà. Bà ơi bà thương nên muốn sắp đặt cho con con đường tốt đẹp, dù thấy là rải sức trong lòng. Nguyên nhân gì đã làm con cứ lo sợ phật phần, sao không chịu nói ra cái gì dưới mắt để gỡ rối cho cảnh êm đềm mãi mãi được vẹn nguyên? Có những cái gốc trong lòng không thể mở ra, thôi thì con xin nhận cái vô tâm để bà thất vọng. Nếu trời thương ngài sao có cơ hội về đây tạ lỗi, con sẽ tự mình gỡ cái gút ưu tư. Vậy cũng phải, mà không cản trở chí hướng của con. Nhưng má chỉ buồn là sao ông trời lại nỡ bạc đãi hai đứa con gái của má. Một đứa chuẩn bị tan chồng, đứa còn lại đang hụt hẫng chơi với giữa biển tình khổ ai. Nghiệp chướng của ai đây? Của mẹ hay của con? Mà sao bao đau khổ cứ đổ xuống ngôi nhà này, muốn đỡ cũng không kịp. Xin bà hãy nén cái đau, vì có câu thế sự vô tuyệt đối, cứ xem như chuyện xảy ra là một giấc ngủ dài. Nếu như giấc ngủ được no đầy thì khi thức dậy, hy vọng cái đau thương sẽ không còn tri ngộ với tâm hồn ta nữa. Má hiểu rồi, nhưng má vẫn tiếc là không giữ được con ở bên má. Má, con xin lỗi đã phụ lòng của má.
Mai à, một ngày cũng nghĩa vợ chồng, huống chi con với thằng Khánh đã 10 năm chăn gối. Dù nó đối với con thế nào, con cũng phải làm tròn phận vợ. Thôi thì cứ lo chôn cất cho nó yên mồ đẹp mà. Rồi con thu xếp việc nhà ở bển, xong rồi trở về bên này ở với má với em nghe con. Má, má cho con trở về nhà hả má? Chứ làm sao mà má bỏ con cho đành, khi số phận của con lận đận giữa dòng, để con trôi nổi bên mầm thì lòng má sao yên. Lòng mẹ hiền như biển đông, không bước lẹ núm ruột bỏ đi. Má ơi con hối hận vô cùng, hư hại cửa nhà là do con. Nếu ngày xưa nghe lời má khuyên ngăn thì ngày nay đâu đến nỗi này gian dở phận của mình. Còn làm hư hại đời của em con. Con đừng than thân trách phận, ai vướng vào cây phối u tình, lương tâm u tối mịt mờ, đâu kể gì lời khuyên. Dạ, con cảm ơn má. Nhưng còn em Nguyệt, từ khi chuyện xảy ra cho tới giờ, má chưa nghe nó nói tiếng giận con. Con nên về bên này ở, để cùng với em con nuôi thằng nhỏ nghe con. Má. Bảy tám năm rồi, người ta thì vắng bặt âm hao, vậy mà em vẫn kiên tâm chờ đợi. Thôi, lấy chồng đi cho yên ổn tấm thân. Chị hai, chị hai ở đó mà nói em. Em chờ đợi bao nhiêu năm á, là chị cũng phòng không chừng ấy. Chị hai à, anh hai mất cũng đã lâu rồi, sao chị không nhận lời người ta để đi bước nữa? Lo là lo cho em kìa, chứ chị thì đâu còn mơ mộng gì chuyện đó nữa. Chị chỉ mong những ngày tháng sau này được cận kề mà lo lắng chăm nom, cho mẹ già được bụi thanh thời. Sống cạnh cô đơn nào vui sướng chi hơn. Thằng nhân nay không còn nhỏ dài, nó cần người cha dạy dỗ cho
rồi em dần luôn tin một ngày anh nghĩa về đây, vì tình yêu của buổi ban đầu em đã trao trọn cho người. Đêm trăng rằm phơi tóc thề em đợi, đợi đến bao giờ mới thôi. Nếu ông trời không đành để cho em phải cô đơn trọn kiếp, thì trước sau gì cũng khiến xui anh Nghĩa về đây. Còn không thì em đành phải trọn đời chờ đợi. Thôi, thôi, chị thua em rồi đó. Ráng ở đó mà chờ đợi đi. Nồi nước bầu kết đó chị nấu rồi kia kìa, chờ nguội chút rồi hãy gọi. Còn chị phải về ngoài nhà đặng kêu tụi nhỏ nấu chè cũng rằm với má. Dạ à, chị à, chị gặp anh Tám với thằng Nhân thì kêu về giùm em nghe chị hai. Ờ, chị đi ạ. Em Nguyệt. Anh Nghĩa, anh về thật sao? Anh Nghĩa. Anh Nguyệt. Đêm trăng của năm nào đưa bước chân anh về, tình não nề năm xưa em quên rồi hay chưa? Được nghe anh nói tiếng yêu trong nghĩa tình chồng vợ, em tình hay mơ mà sao lòng ngàn ngàn qua phút giây tao ngộ của đôi mình. Khóc nữa cho ủ rèm mỹ lạnh, cho heo môi đào mờ nhạt ánh trăng xưa. Thương tóc mai rủ buồn trên đôi má xanh xao, thương đôi tay non nà tháng năm làm rắn rồi. Trời Nam Giang hầm hập nắng chai da, mà trái tim anh vẫn lạnh lùng băng giá. Hãy kể cho anh nghe, suốt khoảng thời gian xa cách, em đã chôn đời mình trong đồng ruộng mênh mông để anh được thăm mừng ngày khổ riêng em. Em lao mình vào chuyện cực nhọc này để tìm quên, mà cũng là để tìm hình ảnh của anh ruộng đồng. Với hy vọng mong manh cái ngày anh trở lại, lãng đãng hoàng hôn mờ mịt khói lam chiều, nhìn bóng nhan mờ xa mà lòng mang tâm sự bao điều. Mấy ngàn đêm là mấy ngàn sầu chất ngất.
bởi anh dương mộng sông hồ nên em hoài giống bóng người đi. Đêm nằm gối gấm không êm, gối lụa không mềm bằng cùng trời, hãy mang em theo cho trọn tâm tình chung thủy. Bao năm xa cách là bấy nhiêu năm thương sầu nhớ tham, thì bây giờ anh đâu để mất em. Gió chương mỗi năm làm tê tái lòng anh, anh biết nơi đây em cũng sẽ lòng buốt giá. Nuốt đắng cay nơi quê người xứ lạ, ngày đợi đêm chờ để ngắm mảnh trăng thu. Cũng từ ngày anh dứt áo ra đi, em bỏ cánh cũ tìm vui bên đồng ruộng. Không đại gian khổ nguyện cùng anh chung cây sống, dù hai phương trời cách biệt xa. Trời đài chúng ta bao năm, giờ đã giũa mòn quan kiếp. Bây giờ em có muốn cam tâm, anh cũng không thể để cho em chịu thiệt thòi. Tiền sầu nhỏ giọt dòng mong đời, hậu hề miên miên với tơ mình. Lành lành thu phong lòng dân âm, rối rắm cõi trần tờ. Tiếng của bé Sáu phải không em? Dạ, là em chứ ai. Bé Nhân, chào ba đi con. Con chào ba mới về. Bé Nhân, bây giờ ba đã về, quyết không xa mẹ và con nữa. À, vậy là cả nhà cùng vui rồi phải không? Em bé Tám. Ủa, chứ không phải anh nói với bé Nhân là anh đi rồi sao? Em định đi đâu vậy bé Tám? Cậu Tám nói đi làm lãng tử đa tình. Nhưng mà bây giờ Dưỡng ba đã về rồi, em nên tạm gác lại cái chuyện làm lãng tử đi. Ê, người lớn mà không giữ lời với con nít ha. Cái gì không giữ lời? Ta trở vô đây là vì sứ mạng chứ bộ. Em nói sứ mạng gì? Bà biểu em vô rước Dưỡng ba và bé Nhân về ngoại. Sao bà biết là... Trước khi vào đây, anh đã ghé ngoài nhà gặp má và chị hai. Hèn chi. Còn ai kia? Còn ai kia? Vậy buổi họp chợ sắp tan sao chưa chịu dọn dẹp để về? Nè, nếu hàng còn ế á thì bán thổ bán tháo đại đi, còn hơn là gánh nặng mang về nhà mệt lắm. Mắc mớ gì anh mà anh sợ người ta đắc ế chứ? Bé Tám sợ em trễ không còn đò qua sông. Phải đó em, đò tôi châu qua rồi, sợ không có đò ngang. Cô ơi, tiền sầu rối rắm dòng tư tưởng, đò vẫn buông neo đậu bến chờ. Ơ hờ cho lắm đời thêm hận, hậu hỷ đoàn viên hội trung phùng. Anh bé Tám nè, cái hội trùng phùng á ai đâu nỡ ngó lơ, bởi ai đâu muốn tiếp nhận cái sầu ly biệt. Anh biết mà, em đâu phải kẻ vô tình. Vì nếu chân tình mà phụ chân tình thì ngày sau gặp phải chân bò cho biết thân. Đúng rồi. Hơn nữa em bé Nhân không thể thiếu em hay là thiếu anh. Còn phải nói,
Bởi vậy chiều nay chân muốn bước mà dạ nó cứ ghi biểu ở lại đi. Chúng ta có thể gì mọi người? Có thể lắm chứ em. Vậy thì từ nay em sẽ thay đổi cách nhìn ha. Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau, làm đôi tri âm tri kỷ. Ủa, vậy là sao hả bé Sáu? Thời cơ chưa tới, không nên miễn cưỡng. Bông cải tháng 10 chưa đến ngày rộ nở, nhưng củ sen già vẫn đậm ngọt mùi thơm. Đành phải vậy thôi. Hè bé Nhân ơi, con diều của cậu nối đàn đâu con? Dạ đây nè cậu Tám. Đây 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 đây, đưa cho cậu. Cậu cháu ta thả diều nghe con. Nè bé Sáu, em cũng hỗ trợ anh chứ. Cho đúng nghĩa cái câu hồng nhan tri kỷ, cùng thả cánh diều hạnh phúc tương lai. Đến đây thì ở lại đây, chừng nào bén rễ xanh cây hải về. Kia mảnh trăng thu trên sông chờ mong con nước lớn rồng, ôi lớn rồng mỗi lòng chờ mong chờ mong.